cái loại tiếng Anh của chúng mày, loại ngoại ngữ của chúng mày là nói theo cái kiểu mà người ta nói nghịch, nói chơi. How are you? Hello. Hello. How are you? Where are you from? Where are you from? Thank you. You find your child, where you now? Các bạn thấy tiếng Anh tôi bắn còn hơn gió cả cái thằng kia. Mẹ bày đặt lên nổ. Úi giời ơi, thằng lạc hít nó bắn tiếng Anh như gió. Hello, how are you? You try your friend, where you now? Các bạn hiểu tiếng Anh không? You try, you find, ăn khoai, you now? Là you trái, you phải, ăn khoai, you nào đó các bạn. Cái loại tiếng Anh kiểu chúng này. Ví dụ nói tiếng Pháp này. Bonjour monsieur, tu quân de mode la fonci, de mô cô tôi xóa. Đâu rồi, đâu rồi. Tiếng Pháp ác không mọi người? Tiếng Pháp ác hơn tiếng bom. Các bạn thấy tôi nói tiếng Pháp ác văn ôn không ạ? Tiếng Pháp nghe giống của mẹ thôi nhưng mà chả tiếng nào trúng rồi. Chập thằng điên Camperon. Mẹ bong vừa rồi Việt Nam. Đấy tiếng Campuchia. Mẹ sư cho mày cái ra vẻ là thế lọ thế chai. Nói tiếng thì chả biết cái quái gì bày đặt lên tiếng Anh rồi. How are you? Chả biết cái quái gì bày đặt lên. Tốt nhất mẹ bảo tao không biết tiếng Anh, tao nói mẹ tiếng Việt. Chúng ta thấy cái câu chuyện mà nó cứ việc của nó thì nó cho là hay, và việc của người khác thì nó lại cho là lố bịch. Cái thằng này nó rất là kỳ cục ở chỗ đấy. Thì trước đây tôi có chia sẻ cái câu mà hiện giờ các bạn mà hay đi chơi với nhau mà rồi là cộng lại rồi chia tiền, tôi hay gọi là Campuchia. Đấy là cái câu đấy, là một trong những câu tôi phát minh đầu tiên. Thì trước đó tôi không thấy ai nói cả, mà đến khi tôi nói xong một thời gian là nó trở thành hot luôn. Ngày xưa thì chưa có mạng xã hội như kiểu bây giờ. Và hôm nay thì tôi cũng sẽ phát minh ra gọi là một cái từ, con này gọi là con đi ngã nha các bạn. Và cái đó gọi là con đi ngã nha các bạn. Tí sẽ nói con đi ngã là con gì. Ngu dốt mà cứ thể hiện là mình không phải thằng câm. Cái đầu óc là có vấn đề nhưng mà cứ tưởng là mình đã bình thường. Cảm ơn nghìn lần. Em tiếp tục, em cảm ơn bạn Lạc Phong phát nữa không có đấy. Tí nữa anh ảnh mạnh quá anh là đột quỵ. Tôi cảm ơn nghìn lần. Cảm ơn nghìn lần. Cảm ơn. Cảm ơn Lạc Phong 1 tỷ lần. Tôi cứ cảm ơn đấy sao nào. Tôi cứ ủng hộ Lạc Phong, ủng hộ tỷ lần. Cảm ơn tỷ lần. Sao, được không? Nhưng mà mọi người ơi, cho em like đi, em ứ thích đâu, ứ thích ít like đâu, thích nhiều like cơ, ứ đâu. Cho em like đi ạ, chưa được 300 like mọi người ơi.